Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản của khu vực nhà đất huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với anh chị khách hàng một lô đất đang trồng bưởi, một vườn bưởi da xanh rất là đẹp nha quý anh chị nha. Thì tôi đang đứng ở đây, đó là vị trí ở con đường đi để vào lô đất vườn bưởi của mình. Thì vì mình chú ý mình quan sát nha quý chị nha, đây là một con đường đổ đá mi, đá cấp phối. Con đường này rộng 4 mét, xe ô tô, xe tải mình có thể vào tận vườn được nha quý anh chị nha. Con đường này từ đây mà đi ra ngoài đường nhựa nó chỉ khoảng tầm 800 mét thôi, chưa được một cây số. Đây thuộc về xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị nha. Tổng diện tích của cái vườn bưởi này là 9.300 m² và 9 xào 3 là gần 1 hecta, gần 1 mẫu đó quý anh chị. Lô gốc hai mặt tiền đường. Đây là mặt tiền trước nè. Ở phía bên kia là một qua kia có một cái ngã ba rẽ trái là một mặt tiền bên đó nữa. Mặt tiền rất là dài. Cả hai mặt tiền là khoảng gần 400 m mặt tiền. Tiền bên này là khoảng tầm 60 m, bên kia là 100 mấy chục m mặt tiền. Thì đây có cái hàng lưới B40 đã rào kín xung quanh cái vườn bưởi của mình rồi. Thì tôi sẽ đi vào bên trong để quay cận cảnh và chi tiết cho quý anh chị khách hàng mình cùng quan sát cái vườn bưởi này nha. Bưởi này bưởi da xanh nha quý anh chị. Bưởi da xanh ruột đỏ ăn rất là ngon, rất là ngọt. Đất ở đây là dạng như là đất đen, rất phù hợp cho cây bưởi phát triển. Ngoài bưởi ra thì ở đây còn có trồng thêm cây mít đây này, cây quý anh chị, cây mít này là cây mít Thái nè, mít siêu sớm nè. Ở trên Sài Gòn đó mình thấy mấy chị hay sẽ mít ra để mà bán từng miếng đó. Mít rất là mắc và rất là có giá nha quý anh chị nha. Đây là vườn bưởi của mình, anh chị mình quan sát nha. Đây nè, mít lớn, mít nhỏ đều có. Đây mít có trái này, thấy không? Đây, cái mít này. Đó, mít đang có trái rồi nha. Cái mít này thì mới trồng thôi, còn mít ở đây rất là tốt, phải chăm rất là kỹ. Có hệ thống tưới bét phun tự động. Đây hệ thống cái bếp phun tự động đây quý anh chị, mình chỉ cần bật công tắc điện lên thôi, tưới mình không cần phải làm gì cả. Vườn bưởi này tại Xuân Bảo, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Xã Xuân Bảo thì nó giáp với xã Bảo Bình, giáp với xã Xuân Tây, nó cách quốc lộ 1A là 8 km, cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 85 km, và nó cách thành phố Long Khánh là khoảng 20 km, và nó cách thành phố Bà Rịa là khoảng 35 km. Mình đi về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi là tới thôi. Thì ở đây nó sát cái đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết này quý anh chị, đường dự án đang chuẩn bị làm. Thì đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nó tới ngay Dầu Dây, nó sẽ nối tiếp thêm một cái tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết trong cái dự án tuyến cao tốc Bắc Nam nha quý anh chị nha. Thì cái này nó ra cao tốc nó có mấy trăm mét thôi, rất là gần. Sau này đường cao tốc nó làm xong mình đi về Sài Gòn, mình về đây rất là nhanh, 1 tiếng đồng hồ thôi là tới. Đây quý anh chị mình thấy đây tưới nè, tưới phun bếp tự động nè. Đây cái hệ thống tưới nè. Kế bên đây là có cái vườn chôm chôm. Đây chôm chôm rất là đẹp nè quý anh chị. Vườn chôm chôm kế bên cạnh vườn bưởi. Ở đây có trồng thêm một số quýt. Ồ, quýt đẹp quá. Đây quýt chín rồi nha. Quýt đẹp quá đây các anh chị, trái quá trời luôn. Đây là cái có xen một ít cây quýt trong cái vườn này nha các anh chị. Thì đây là bưởi đây, có trái đây nè, ta đang bọc lưới lại nè. Đây bọc cái lưới này lại cho nó khỏi bị mấy con sâu, mấy con rầy, mấy con
con trùng đó, con ruồi vàng á, cái con ruồi vàng là nó hay chích cái quả cái trái bưởi này nè, nó mà chích nó để trứng vô trong á là cái trái bưởi của mình nó sẽ bị vàng úa và nó sẽ chết, nó sẽ rụng, sẽ rụng. Đây đây là cái quýt nè, quýt rất là đẹp nè, anh chị thấy không? Quýt vườn này được chăm rất là kỹ. Bưởi đang cho trái nha quý anh chị nha. Bưởi trồng cũng kinh tế lắm mấy anh chị. Bưởi nó cũng không thua gì sầu riêng đâu. Nếu mà chăm đạt mình bán ngay cái dịp mà dịp gần Tết á, 1 ký bưởi tại vườn là thu được 50-60 ngàn 1 ký. Một mà một trái như vậy là có khi là 2 ký, hơn 2 ký một trái. Trồng bưởi mà nếu như mà chăm sóc tốt, trái đẹp thì cây cho cũng rất là kinh tế. Thì ngoài đây có trồng thêm một ít cam này. Đó, đây là cam. Cam rồi chủ yếu là vườn bưởi nha, thì nó xen chủ nhà vườn họ xen lẫn một ít cam và một ít quýt. Đây nè, quýt nè, cam nè. Và có mít nữa. Đây. Bưởi khá tốt nha quý anh chị nha. Ở đây là có điện nước đầy đủ hết rồi, đường xá cũng thuận lợi nữa. Cái vườn này á đang chào giá là 430 triệu một sào có thương lượng, tổng diện tích là 9 sào 3, nó nằm đâu đó là khoảng tầm khoảng là 4 tỷ đó quý anh chị, khoảng 4 tỷ cái vườn này. Rất là xanh mát, rất là đẹp. Ở đây có mấy anh chị nhà vườn đang chăm sóc cây. Cho em một trái quýt để mang cho chị, có xịt thuốc không? Mới xịt 2 ngày. Thôi mới xịt 2 ngày không dám ăn. Để thêm vài ngày nữa mới ăn được. ở đây thì nói chung là họ chăm sóc thì nói chung cây lớn rồi, không có làm cỏ. Cỏ xung quanh thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Mùa này thì nói chung là không có cho trái nhiều. Mùa này thì giá bưởi thì nó cũng không có được cao quý anh chị. Cái này ra trái nào thì họ chăm cái đó thôi. Nhưng mà họ người nông dân họ có cái kỹ thuật, họ cho trái ra đồng loạt. Thì tới cái mùa nào được giá thì họ sẽ ép cho ra trái theo cái ý của nhà vườn. Đây họ bọc lưới lại nè. Trái này rất là to, rất là đẹp nè. Trái này chắc ăn được rồi nè. Nè, đó bọc lưới lại vậy đó anh chị. Mở ra cho quý anh chị coi luôn. Đây. Trái này chín rồi, chắc chín rồi đó. Trái này già rồi nè. Đây, cây này cũng rất là mẩy nè, rất là tốt nè. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm đến cái vườn bưởi này thì liên hệ cho tôi qua số điện thoại là 0935 605 866. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng cũng như là các bạn đã dành thời gian mình theo dõi cái video này. Xin hẹn chào tạm biệt và hẹn lại gặp lại trong một cái video mới của kênh Thông tin Nhà đất huyện Cẩm Mỹ. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh phía bên dưới để đón nhận những video mới nhất mà kênh Thông tin Nhà đất huyện Cẩm Mỹ vừa mới cập nhật. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại.